Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn, khi các bạn thường xuyên ăn cái món này thì dấu hiệu ấy như chứng thiếu máu, cao huyết áp hay là xơ cứng thành mạch, co thắt cơ tim thì nó sẽ được giải quyết các bạn nhé. Với món ăn này thì rất là đơn giản thôi. Các bạn chuẩn bị cho mình nấm hương là 50g các bạn nhé, và mộc nhĩ là 25g. Các bạn ngâm đi cho mình ạ, để cho nó phần nấm này nó nở ra nhé. Và cái phần gừng, hành thơm, hành lá và rau mùi các bạn nhé. Gia vị thì mình sẽ cho mình nói sau. Và các bạn chuẩn bị cho mình khoảng 600ml nước gà, luộc gà này các bạn ạ. Cái phần nấm này bây giờ mình sẽ nhặt cái phần cứng già này, mình sẽ cắt bỏ đi nhé. Đây ạ, cái chân nấm hương này, cái phần cứng này các bạn sẽ bỏ đi cho mình. Món ăn này thì rất là đơn giản mà lại vừa ngon vừa bổ dưỡng, cho nên chúng ta có thể nấu để cho gia đình mình ăn nhé. Và vừa làm một phương thuốc để chúng ta phòng chống bệnh, nhất là với cái bệnh thiếu máu hay là cao huyết áp, xơ cứng thành mạch nhé các bạn nhé. Dẫn đến cái cơ tim của chúng ta bị co thắt đấy, thì tình trạng ấy ngày càng phổ biến và nhiều. Cho nên chúng ta có thể có những món ăn rất là đơn giản mà lại tốt cho sức khỏe, thì chúng ta nên nấu thường xuyên nhé. Bây giờ mình sẽ đem đi rửa sạch cái phần nấm này các bạn nhé. Hành thơm các bạn sẽ cắt nhỏ ra cho mình. Hành lá, mùi tàu mình sẽ thái nhỏ ra nhé, rồi mình nấu canh ạ. Nấm hương thì như thế này được rồi các bạn nhé, không cần để thái nữa ạ. Các bạn cho mình cái nồi lên bếp và mình cho vào đây một ít dầu ăn. Hành thơm và gừng mình sẽ cho. Hãy
hương đã thơm lên nhé, thì mình sẽ cho phần hạt nhũ nấm hương. Gia vị tùy theo chúng ta nhé, mình cho vào đây thìa bột canh ạ. Một chút hạt tiêu. Các bạn sẽ cho mình nước ruột gà vào đây nhé. Rồi bây giờ mình sẽ nấu khoảng 20 phút ạ là sẽ chín nhé. Rồi mình cho một chút nước mắm cho thơm nữa ạ. Bây giờ mình sẽ cho phần hành. Còn tắt bếp mình cho các bạn thử thưởng thức ạ. Món ăn vừa bổ dưỡng lại tốt cho sức khỏe nhé, nên các bạn có thể nấu ăn thường xuyên cho gia đình nhà mình ạ. Tuần các bạn có thể ăn 3 bữa, 4 bữa tùy theo nhé. Vừa bổ máu, vừa làm cho các tĩnh mạch của chúng ta ấy, tốt nhé. Và lại tránh được tình trạng co thắt cơ tim ạ. Làm cho chúng ta bị bệnh đau tim đấy ạ. Thế các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong lại rất là ngon như thế này nhé. Các bạn có thể nấu canh gà với nấm hương này cũng rất là tốt nhé. Mình mời các bạn thưởng thức với mình ạ. Rất giòn và ngon ạ. Nước canh rất là ngọt nhé. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn một món ăn tốt cho sức khỏe. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh ạ để xem những video mới nhất của mình nhé. Các bạn có thể bình luận ở dưới video của mình nhé. Xin chào các bạn ạ. Chúc các bạn có một ngày mới khỏe mạnh, tràn đầy sức sống ạ.